xem nào. Mở app thử xem nào. Có app đấy không? Đây, có đây. Ừ. Dùng app của con mở gì? Không, có cái app vẫn của thằng nhà cung cấp thôi. Ví dụ đây một cái xe này nhá. Còn scan QR code nhá. Đấy, xe 90% pin này, đang ở đây này, có mở khóa này. Ừ. Mở khóa này. Đấy, okay. Bây giờ lấy đi. Ừ. Đấy. Rồi lấy con đi ăn. Lấy đi ăn. Lấy đi ăn ở đây. Đấy. Ok. Đấy, lấy là xe đạp điện. Ừ. Nó có trợ lực điện nên là đạp nó sẽ nhẹ. Ừ. Đấy, sau nó bắt đầu tính thời gian này. Ừ. Bây giờ mình tính thời gian, tính này khoảng cách. Bây giờ khóa lại thì con sẽ bấm khóa như này. À. Đấy, xong nó nhảy xuống. Là nó như này, xong bấm kết thúc hành trình. Ừ. Xác nhận. Ừ. Đấy, xong rồi. Nó có con đi quãng đường nào, tốc độ bao nhiêu gì thế. Ừ. Ngày nào phúc ly thế. Mỗi ngày con đều vào ăn trưa hoặc là vào họp. Đi họp với đi ăn trưa thì đi cái xe này chưa? Bởi vì con không có xe. Ừ. Nó lấy này nó tiện. Ừ. Hay quá. Như có bao nhiêu chiếc ở đây? Có, hiện tại đang có 60 xe. Đang hướng vào đấy. 60 xe cả. Một để giải rác các nơi. Để 4 điểm. Cái văn phòng Phúc ở trên tầng 2. Ở dưới ngay cà phê. À. Bố lên văn phòng không? Lên văn phòng trước. Cũng đang khóa đây đúng không? Khóa. Đấy. Ồ. Từ tất cả 50 chiếc hả? Ờ, 40 cái scooter với cả 60 cái xe đạp. 60 cái xe đạp. Cái này bao tiền chiếc nhỉ? Xe đạp chắc khoảng 20 triệu. Chính là mua một chiếc đi làm cũng được nhỉ? Dạ. Mua một chiếc đi làm tốt nhỉ? Ừ, mua à? Không thuê mà cần gì mua đâu. Không, tức là nếu mình mua cho cá nhân. À, mua cá nhân vâng. Ừ. Cái này nó có hỗ trợ điện luôn đúng không? Đây của ông đã thử ra cửa nó để nhờ chứ. Ừ. Trên kia bố nhìn nha, vẫn còn màn hình, vẫn còn bàn ghế kìa. Ờ, đúng rồi. Đội bên này là mấy anh hỏi là em ơi anh tận dụng bàn bên này được không? Thế bọn con bảo được, anh lấy đi. Ừ. Thế là cầm sang đây để sau họ sẽ để máy lên đấy. Ừ. Để máy cơ khí, máy hàng, máy in 3D các thứ lên đấy. Ờ, mấy cái ghế cũng tận dụng lại. Tận dụng hết mà. Chỉnh lại cho nó đỡ phí, đỡ phải mua mới. Đúng rồi.